Xin chào tất cả các thành viên của Toy Station. Trong tập của ngày hôm nay, anh cái tay mình vô cùng hân hoan và háo hức giới thiệu cho các bạn một dòng thẻ sưu tập mới toanh. First Edition được cho ra mắt vào nửa cuối 2023 luôn. Một cái dòng thẻ bài chiến đấu và sưu tập mà ta nói vừa mới nghe tin tức thoáng qua rồi thông báo này nọ thôi đã làm mưa làm gió ở thị trường thế giới nửa đầu 2023 rồi. Vâng thưa các bạn, một cách chính thức Disney Locana Trading Card Game. Yep, nếu như các bạn từ trước tới giờ trên kênh Toy Station chúng ta đã quá quen thuộc với Pokemon TCG hoặc là một số những cái dòng mà thẻ TCG khác mình có làm như là Digimon, One Piece gì đấy, thì ngày hôm nay chúng ta có Disney các bạn ạ. Wow, ok. Để nói sơ cho các bạn dễ hiểu thì rất có thể 10 hoặc là 20 năm sau khi nhìn lại cái video này ở trên kênh Toy Station, đây sẽ là một trong những cái video gọi là làm nên lịch sử các bạn ạ. First Edition của Disney Locana TCG. Ok, trước mắt các bạn ha, ngày hôm nay chúng ta sẽ có một hộp The First Chapter Illuminous Trove. Cái box này á, nó giống như là Elite Trainer Box của Pokemon TCG. Ở bên trong chúng ta sẽ có một cái hộp storage box. Nó ý là nó bản thân cái hộp này luôn đó các bạn. Để mà chúng ta có thể đựng và sưu tầm thẻ ha. Có hai cái deck boxes. Tới hai luôn á, hai hộp đựng cái deck đấu bài các bạn ơi. Quá là hào phóng đến từ nhà sản xuất. 8 booster packs. Ở mỗi bên trong sẽ có 12 thẻ ngẫu nhiên với nhiều độ hiếm khác nhau và 15 damage counter. Nó là những cái đồng xu để mà chúng ta tính đam để phục vụ cho một ván game của Locana TCG. Tất nhiên không thể thiếu một cuốn hướng dẫn. Còn đây là một cái booster box. Ở bên trong sẽ có 24 booster packs. Một hộp booster của Pokemon TCG sẽ có 36 pack ha, nhưng mà hộp này là chỉ có 24 thôi. Nhưng mà do là cái series này nó đang quá là hot ở trên thị trường, săn hàng để mà mình về được hai cái box này á là cực kỳ khó rồi, cho nên là mình đã phải chấp nhận luôn một cái giá nó bị đẩy lên khá cao. Box này hình như là cũng phải ba củ rưỡi hơn nè, còn box này là gần 5 củ luôn các bạn. Oh my god, hai box này thôi gần 10 củ. Ây da, sao nhắc lại mình thấy đau ví quá. Cho nên trước khi bắt đầu video mang tính chất lịch sử này, các bạn hãy để lại một like thật to, thật là hoành tráng cho video này nhé. Comment ở bên dưới, tôi đã ở đây khi Toy Station unbox First Edition của Disney Locana. Yeah, mình nói thiệt các bạn, mình không có làm quá đâu. But, well, các bạn check giá của những em Pokemon TCG mà cách đây 25 năm đi. First Edition, một em hit bình thường thôi, chưa kiểm định gì hết, cũng đã mấy ngàn đô rồi. Hit khủng, Charizard này nọ, các thứ là tính bằng tiền chục ngàn, trăm ngàn đô luôn. Jeez, tưởng tượng 15-20 năm sau khi mà Disney Locana vẫn còn phát triển và mạnh mẽ, thì sao nhỉ? Đấy. À, cơ mà ngày hôm nay thì cái box này mình chỉ để background cho đẹp thôi nha các bạn ơi. Tập đầu tiên, lần đầu trải nghiệm và lần đầu gặp nhau thì chúng ta sẽ mở cái hộp Illuminous Trove này thôi. Mọi thứ còn bỡ ngỡ mà, nha, từ từ nha. Let's go nào, mở hộp trước đi, rồi mình sẽ giới thiệu một số những cái thông tin kỹ hơn cho các bạn. Cái này, một hộp này thì nó không có cái bao ni lông ở bên ngoài. Hình như là vẫn có nhưng mà wow, hàng ship về cho mình thì không. Không biết sao nữa. Mà mình sẽ mở cái seal box trên đây. Ok, khá là thỏa mãn. And ok. Cái concept của nó giống như là một cái hộp kho báu, đúng với lại cái tên luôn. Illuminous là những cái người thắp sáng, kiểu là những cái người đi tiên phong, cầm đuốc các bạn. Trove, nó giống như là treasure, là kho báu. Tạm dịch là kho báu của những người sưu tập, người chơi đi. Đấy. Pokemon TCG thì chúng ta gọi những người chơi là trainer. Còn Disney Locana thì chúng ta gọi những người chơi là Illuminous. Ở phần top của cái hộp này, The First Chapter, cũng là series đầu tiên, chúng ta có các nhân vật quá quen thuộc luôn. Phù thủy Maleficent, Mickey Mouse và Elsa. Yo, nhìn xung quanh hộp thì chúng ta sẽ có Simba nè, có công chúa này, công chúa gì? Aurora hả? Công chúa ngồi trong rừng á. Còn bạn này, Aladdin như cây đèn dầu, phải không? Đây Disney nữa. Và đây là Cruella. Yo, một trong những phiêu hình mà mình rất là thích của Disney hồi xưa. 101 con chó đốm nha. Và đây là Moana, một trong những cô nhân vật công chúa Disney. Alright, mở cái hộp này ra các bạn ơi. Tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan. Đó, để mình chỉnh lại góc một tí. Wow, xem nhá. Chúng ta sẽ có một cuốn hướng dẫn. Đấy, chúng ta sẽ xem chi tiết cuốn hướng dẫn này. Còn cái này là hai cái deck box bằng giấy các bạn ơi. Mình tưởng là kiểu bằng chất liệu gì xịn sò. Thôi cũng được. Có còn hơn không đi. Cái này nó sẽ được gấp như nào nhỉ? À ok. Đây, một cái hộp gấp lại thì nó sẽ như vậy. Chúng ta sẽ để được một cái deck 60 thẻ vô đây ha. Yeah. Đây là artwork của Aurora và Mickey. Con này là cũng Mickey luôn. Nhưng mà trong trang phục nào đây ta? Em nó cầm cái kéo hả? Ôi, câu chuyện này mình không biết nha. Moana. Mình cũng khá là trân trọng cái sự cố gắng này với cái deck box mà hãng cho chúng ta.
cơ mà wow, cái chất lượng của nó bằng giấy vậy thì có cũng được, không có cũng không sao đâu các bạn ơi. Rồi gì nữa? Ok, những cái đồng xu, những cái token bằng giấy nè, chúng ta sẽ tách nó ra như vậy. Sao mình thấy toàn là số trừ nhỉ? Chắc là do cái luật của nó sẽ có gì đó đặc biệt. À đúng rồi, bị đam thì kiểu bị trừ đam mà. Ok, đây, quan trọng là cái này. Quan trọng là mấy cái này, không có một thẻ code gì hết. Có vẻ như là chưa có hệ thống redeem thẻ chẳng hạn. Wow, đây chính là những cái pack. Chúng ta có một artwork của Maleficent, có artwork của Elsa. Rồi, có vẻ như là chúng ta sẽ có đúng 3 cái artwork như là trên cái hộp của 3 nhân vật ha. Cảm nhận đầu tiên khi mà cầm một cái booster pack như thế này, mình cảm thấy có một cái độ dày nha. Có thể là bởi vì do có tới 12 thẻ lận thay vì là 10 thẻ như là in Pokemon TCG. Chất liệu thẻ cụ thể thì mình cũng chưa có so sánh được. Đợi chút nữa, mở ra. Alright, còn bây giờ thì chúng ta sẽ coi qua cái cuốn hướng dẫn này nha. Đầu tiên chúng ta sẽ có một giới thiệu về thế giới của Lorcana. Welcome to Lorcana, an enchanted realm of imagination and a distant dimension. Một thế giới ở một chiều không gian khác của sự tưởng tượng và phép thuật. Wow, hấp dẫn chưa? Trang này chúng ta có thêm một số những cái đoạn văn giới thiệu rất là lung linh nữa. Deck Building Guide, hướng dẫn để tạo thành một cái deck bài gồm 60 thẻ. Ở trong những tập unbox và mở booster pack như thế này thì mình cũng sẽ không có đi sâu quá vào phần gameplay nha các bạn. Nếu như thực sự mình có hứng thú lắm với cái gameplay đấu bài thì mình sẽ làm hẳn một series video riêng và giải thích cho các bạn cặn kẽ hơn. Thực ra thì mình cũng đã có tìm hiểu sơ rồi, gameplay cũng khá là thú vị nha. Có một độ phức tạp nhất định, kiểu là để tạo nên cái sự hứng thú đó. Dạ, cho người lớn chứ không phải là chỉ đơn thuần là có số công, số thủ xong rồi trừ điểm xong rồi thẻ này bị loại hết, các bạn thấy không? Một hệ thống gameplay đàng hoàng. Đấy. Ok, đây là một số những cái thẻ highlight the feature của series đầu tiên, the first chapter. Cái này là như là combo nè các bạn. Oh yeah, đúng rồi. Wow. Nó có những cái combo. Đây là cái combo của thẻ Belle, công chúa và gia nhân và quái vật á, kết hợp với lại Maleficent rồi the Queen ở trong Snow White. Oh boy. Thú vị nha. Ok. Đây chính là bản độ hiếm của thẻ Disney Lorcana. Sẽ có tổng cộng là 5 độ hiếm. Một là Common với cái icon kế bên là độ hiếm thường. Tiếp theo, Uncommon, Rare, Super Rare và Legendary. Ngoài ra thì chúng ta cũng có một cái loại thẻ khác, nó gọi là thẻ Promo. Nó sẽ nằm ở trong những cái sản phẩm pack và box khác của cái dòng này. Có thể trong tương lai thì mình cũng sẽ mua về để review cho các bạn. Đây, tiếp theo ở đằng sau sẽ là một danh sách đầy đủ. Hình như là đâu đó khoảng 200 thẻ ha, cho cái series đầu tiên này. First chapter. Oh wow. Những ai là những fan kiểu die hard của Disney và các bạn đang tìm kiếm một cái dòng thẻ sưu tập chính thức, chính hãng và sẽ tiềm năng là một cái trend trên toàn thế giới luôn, bùng nổ. Mình nghĩ đây, Disney Lorcana chính là nó đó. Mình thấy là những cái thẻ này nó cũng xếp theo những cái code màu. Có, mình thấy có vàng nè, có tím, có xanh lá cây. Nhưng mà kiểu không biết là nó có một cái hệ thống hệ hay không ha. Chúng ta mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Đây chúng ta có màu đỏ nè. Đâu, cho mình coi những cái thẻ hiếm coi. Nó có gì đặc biệt không? Kiểu full art hay là cái gì không? Ê. Ủa, không có luôn các bạn ơi. Nó không có một trang mà feature những cái thẻ siêu hiếm ha. Đâu, mình để mình coi thẻ Legendary. Đây. Ví dụ như thấy cái thẻ này, Tekka, phiên bản nhân vật phản diện ở trong Moana. Đây là một thẻ có ký hiệu Legendary, độ hiếm siêu khó mở ra. Cơ mà mình thấy cái format của cái thẻ thì nó cũng không có khác gì với những cái thẻ thường lắm luôn. Kiểu không khác luôn á. Hy vọng là nó sẽ có một cái lớp foil đặc biệt nha, là kiểu lấp la lấp lánh. Chứ còn mà tự nhiên có cái icon chơi cho vui thôi thì không biết Legendary làm gì. Nhìn vô những cái chỉ số thì mình thấy là cao rồi, phục vụ cho gameplay. Mà ý mình nói là về cái tính chất sưu tầm á. Ngoài ra có một cái thông tin nữa vừa mới được cập nhật vào ngày 29 tháng 8, trước ngày release đầu tiên của First Chapter, nhà sản xuất đã tiết lộ ra ngoài độ hiếm Legendary còn có một cái độ hiếm bí ẩn nữa, gọi là Enchanted Rare, độ hiếm được phù phép thuật đó. Điển hình như là cái lá Elsa này, nó sẽ có một cái loại artwork đặc biệt hơn, finish đặc biệt hơn, và cái đặc biệt cuối cùng đó là siêu khó mở ra được luôn. Đây, cái hình này chúng ta có thể thấy sneak peek sơ sơ những cái thẻ Enchanted nó sẽ trông như thế nào nè. Đó, đây là thẻ Elsa. Thẻ Elsa này, các bạn thử đoán xem đi, giá trên thị trường chợ nổi nó đang là bao nhiêu. Vâng, hiện nay thì cái tỷ lệ kéo ra thẻ Elsa top 1 của cái series này nó khó tới mức độ mà giá của nó đã được đẩy lên $514 ở trên tcgplayer.com. Đây là trung bình giá của các giao dịch đã được mua nha. Đứng thứ hai là lá Stitch, $221.
crazy. Cơ mà xét cho cùng thì đối với mình, cái việc mà một cái thẻ có một cái giá trị cao ở trên thị trường chợ nổi, kiểu là được cộng đồng trao đổi và bị hype lên như vậy á, thì nó cũng vui, cũng gọi là có một cái gì đó để mà flex với anh em bạn bè mà nếu như mà chúng ta mở ra được cái thẻ đó. Tuy nhiên cái giá trị chính và cái giá trị cốt lõi mà mình đang tìm kiếm nó vẫn là cái tính chất sưu tập cá nhân, những cái câu chuyện cũng như là những cái kỷ niệm khi mà mình chơi bất cứ một cái dòng mà thẻ TCG nào đó ha. Ý quên nữa, một thông tin về nhà sản xuất mà mình cũng đang muốn nói với các bạn, thì cái dòng Disney Locana Trading Card Game này nó được sản xuất bởi công ty Ravensburger, một công ty có trụ sở chính ở Đức và những chi nhánh ở các nước châu Âu cũng như là bên Mỹ. Nếu như các bạn có từng xem mình review cái dòng đồ chơi này Gravitrax, yeah, từ thời đó luôn rồi đó. Một cái dòng này nó rất là nổi tiếng ở bên Đức, kiểu là cái đường chạy viên bi sắt đó, công ty mẹ sản xuất Ravensburger đó các bạn. Cho nên là mình cũng đã có một cái sự bất ngờ nhẹ khi mà biết Ravensburger đã hợp tác chính thức với công ty Disney làm ra cái dòng trading card game này. Ok, không để các bạn đợi lâu nữa, bây giờ chúng ta sẽ chính thức bước vào part đầu tiên nha, với artwork của Elsa. Thú thật với các bạn thì mình cũng đang quá là háo hức. Rồi, để xem nào. Sleep nó sẽ như thế này. Không có chỗ đánh dấu để mà xé sẵn, cho nên là chúng ta sẽ tách như là một pack Pokemon. Ok, dạ. Yeah. Wow, tuyệt vời, cảm giác khá là tuyệt vời nha. Rồi, sau đây. Alright, thẻ đầu tiên, mặt đằng sau chúng ta có một cái thẻ QR code. Cái này mình đoán là nó sẽ dẫn đến trang DisneyLocana.com, là trang chủ của cái dòng này luôn. And wow, thật nào nè, có gì không? Là một cái thẻ tranh ghép các bạn ơi. Ok, Mickey Mouse Brave Little Taylor. Cũng được đấy, cũng thú vị đấy. Kiểu một cái thẻ QR code không phải là một thẻ có thể chơi trong một ván chính thức, thì để xếp hạt lại cho nó đẹp thôi. Ok, cũng được, tạm để ở đây. Rồi, còn cái này, đây chính là artwork chính thức của đằng sau một cái thẻ, một cái card back. Chúng ta có một cái hình hexagon, hình lục giác sáu cạnh như thế này, logo của Locana, rồi những cái đường chỉ ánh sáng cầu vồng. Các chất liệu, sơ bao cũng khá là êm đấy. Và cái đằng trước nào, cái này thì mình chưa có biết card trick hay cái gì cả. Wow. Chúng ta có một cái khung art chính hình vuông, những cái thông tin của tên nhân vật là ở đây, Dr. Facilier. Nhân vật này hình như, nếu như mình nhớ không lầm nha, là nhân vật phản diện ở trong phim Công chúa Ếch hả? Ê, là Công chúa và Hoàng tử Ếch á. Có cái thông số ink ở trên này, tấn công, phòng thủ, cũng như là cái tính năng đặc biệt, ability dưới này luôn. Ký hiệu của độ hiếm nè ha. Common. Ok, các bạn đừng lo, chút nữa sau khi mở xong pack này thì mình sẽ giải thích hết tất cả những cái ký hiệu của từng cái ký hiệu này nó là ý nghĩa gì. Alright, nhân vật Horace, 101 con chó đốm, phải không? Jasmine đang cải trang thành dân thường để mà đi vô cái khu chợ. Cái này thì nó không có ability gì hết, nhưng mà nó có một cái quote: "Try to understand, I've never done things on my own, I've never had any real friends, blah blah blah." Kiểu là cái câu thoại của nhân vật ở trong phim ấy. Elsa, yo. À thì nó cũng là một thẻ thường thôi, nhưng mà mà có thể là có điểm gì chắc. Ở bên dưới cái tên chính thì mình thấy có một cái nickname đặc biệt nữa, I Suffer. Có thể là mỗi cái phiên bản arc nó có một cái kiểu concept khác nhau, thì trong tương lai nó cũng sẽ có nhiều thẻ Elsa của những series khác nữa. Còn ở đây là Elsa đang trượt băng. Alright, đây là một thẻ action các bạn nha, không phải là một thẻ nhân vật. Chúng ta sẽ nhìn vô đây, nó có cái chữ action, chữ là một thẻ hành động sẽ được thực hiện theo như cái dòng text ở dưới đây. Ví dụ cụ thể thì cái thẻ này nó sẽ deal damage -2 nè, lên một thẻ nhân vật bất kỳ được chọn. Có vẻ như là phe ta hoặc là phe địch cũng được. Ok. Christoph, official Ice Master. Công 3, thủ 3 luôn. Ở dưới đây em nói có hai cái dòng thoại, một dòng là của Christoph, một dòng của Anna. Có luôn hai cái ký hiệu này là cái điểm lore, cái điểm câu chuyện đó. Điểm này nó quan trọng lắm nha các bạn. Chút nữa mình sẽ giải thích. Ok, lần nữa nha. Prince Philip. Ấy chà, mình mới nhận ra là công chúa của các câu chuyện thì mình nhớ khá kỹ, còn hoàng tử thì mình không nhớ tên luôn nha. Prince Philip mình không biết là câu chuyện nào ta. Dragon Slayer hả? Công chúa ngủ trong rừng, phải không? Bởi vì sẽ có cái cảnh mà Maleficent biến thành con rồng ấy, rồi hoàng tử đang chiến đấu ở một cái khu rừng có cây toàn gai này nọ không nè. Ha, được rồi, mình sẽ check sau. And smash, con quái vật băng ở trong phim Frozen. Và đây là một thẻ action đánh 3 đam lên một nhân vật được chọn. Ok, ở đây bắt đầu chúng ta đã có những cái ký hiệu, những độ hiếm cao hơn một chút xíu nha. Cái này vẫn là uncommon thôi, cũng không có gì. Dragon Fire, đây là Maleficent biến thành nè. Ok, tính cho tới hiện nay thì mình cũng khá là ok với cái chất lượng giấy in nè. Rồi cái độ dày của cái thẻ mình nghĩ là nó sẽ dày hơn, nhưng mà không, nó hơi mỏng nha các bạn ơi, kiểu nó từ thẻ Pokemon trở xuống á. Nè. Yeah. Ý là cũng không tệ, nhưng mà cũng không có gì quá ấn tượng. Đằng sau, đây rồi, chúng ta đã có một thẻ rare với ký hiệu hình tam giác đồng nè. Cusco Temperamental Emperor, ông vua nóng tánh. Thẻ này tính ra là cũng khá xịn nha các bạn ơi, bởi vì nó tốn tới 5 điểm ink, 5 điểm mực để mà chơi,
và nó có thể collect được tới 3 điểm huyền thoại, ý là 3 điểm câu chuyện. Alo alo, xin lỗi các bạn vì đã cắt ngang cái khúc này một chút xíu. Theo như thông tin mới nhất từ bộ phận phòng va chắc giá, bộ phận kỹ thuật cho hay thì phải gọi là giá cả trên thị trường chợ nổi của bộ Disney Locana First Chapter này nó lung tung xà beng quá. Bởi vì có những lá nhìn như không hiếm nhưng hiếm không tưởng, rồi giá trị trao đổi cũng tung xung là bèn. Các bạn sẽ được thấy cụ thể ở cái phần sau của cái video này. Wow, có những pha chắc giá không thể tin được. Trên tinh thần thì mình nghĩ có một số những cái lý do ảnh hưởng như sau. Đó là do cái độ bias, cái độ hype của người hâm mộ, người chơi thẻ Disney Locana dành cho cái series đầu tiên này nhất. First Edition. Điều thứ hai đó là do những cái lá mà có giá trao đổi cao ấy, nó thực sự là những cái lá mạnh, ảnh hưởng lớn tới một ván gameplay. Và yếu tố thứ ba đó là do tỷ lệ kéo ra được thực tế ở trên thế giới, cũng như là cái nhu cầu sở hữu nó của toàn bộ cộng đồng. Ok, cho nên video này thì cũng là lần đầu tiên trải nghiệm chúng ta xem xương xương thôi. Phòng kỹ thuật và chắc giá cũng không thể nào thống kê được lời lỗ đối với cái box đầu tiên này nha các bạn ơi. Bắt đầu từ video sau. Thân ái và chào tạm biệt. Đấy, và ok, đây là thẻ. Ê, chưa, còn thẻ nữa, tới 12 thẻ lận. Cái ký hiệu này là super rare, điểm công thủ này nọ của nhân vật có thể cao hơn, cũng tốn điểm mực hơn để mà xài. Cơ mà về mặt sưu tập á, cái thẻ này nó cũng chưa có một cái finish gì đặc biệt. And... đây ơi! Zeus! Cái này... wait what? Cái này có phải legendary không vậy? Cái này nó vẫn là rare mà phải không các bạn? Đúng không? Nhưng mà kiểu là nó có hiệu ứng holographic thôi. Dạ, đúng rồi. Nó vẫn là cái hình tam giác đồng nè, đâu phải là cái hình lục giác đâu. Alright, cái định nghĩa này á, nó đã từng có Pokemon TCG nhưng mà bây giờ đã hết ở đó rồi. Nhưng với Disney Locana thì nó xuất hiện lại. Có nghĩa là với cùng một độ hiếm á, thì chúng ta sẽ có thẻ bình thường không có hiệu ứng và thẻ có hiệu ứng holographic. Ok. Yo, nhưng mà được nha các bạn, mình thích cái thẻ này, mình thích nhân vật này. Zeus, vị thần dẫn đầu trên đỉnh Olympus. Đây là cái artwork từ phim hình Hercules nè, nếu như mà mình không làm. Ok, trước khi bỏ vào sleeve thì mình sẽ giải thích cho các bạn những cái ký hiệu ở trên cái thẻ nó có ý nghĩa gì. Đầu tiên, ở góc phía trên bên trái của thẻ, chúng ta sẽ có một cái số nằm trong cái hình lục giác ha. Đây, nó gọi là cái điểm Incost, có nghĩa là điểm tốn mực đó. Này, Incost, giống như là mana vậy đó các bạn. Mỗi thẻ nó sẽ có một cái điểm Incost đòi hỏi để mà có thể chơi được ra. Để người chơi có thể đặt được một cái thẻ này xuống bàn đấu thì sẽ tốn cái điểm Incost này. Tương đương với lại một cái thẻ càng mạnh thì cái điểm Incost này sẽ càng cao. Rồi, một số những cái thẻ thì cái điểm Incost này nó còn có một cái dòng tròn xoáy ở bên ngoài nữa, giống như là thẻ Aladdin này ha. Đây chính là ký hiệu Inkwell, dịch nôm na là giếng mực. Những cái thẻ mà nó có ký hiệu Inkwell này nó có thể dùng để mà lật lại biến thành một điểm mực để phục vụ cho những cái lượt sau chúng ta sẽ ra được những cái thẻ mạnh hơn. Nó chính là hệ thống thẻ năng lượng đó các bạn. Nhưng mà nó không phải là một thẻ năng lượng lộ ra ha, mà chúng ta phải hy sinh đánh đổi một cái nhân vật thú vị ha. Tiếp theo chúng ta có hai cái ký hiệu này ở góc của cái artwork. Cái ký hiệu bên trái có hình bốn cái gai này, đó là Strength. Còn cái hình có cái khiên này là Willpower, nghĩa là sức mạnh cơ bắp và sức mạnh ý chí, công và phòng thủ đó các bạn. Ví dụ như là thẻ Aladdin này tấn công thẻ mini chúng ta đang thấy trên màn hình đó, thì 5-3 là dư xăng luôn, thẻ này sẽ bị knock out luôn. Nhưng mà ngược lại thì không nha, bởi vì thẻ Aladdin thụ tới 5 lần nè. Tiếp theo, một cái ký hiệu rất là quan trọng ở trong cái game này, đó là hình cái đốm lấp lánh này nè các bạn thấy không. Nó gọi là lore value, giá trị điểm câu chuyện đó. Mục đích của cả một ván game đó là người chơi nào có thể thu thập đủ cho mình 20 điểm câu chuyện, 20 điểm lore là chiến thắng. Cái cách mà có được cái điểm lore này thì mình đọc sơ sơ, đó là các bạn sẽ gửi nhân vật của chúng ta đi một cái quest, là những cái nhiệm vụ, hoàn thành xong cái nhiệm vụ sẽ được cái điểm tương ứng trên cái thẻ luôn. Ngoài ra thì có một số những cái kỹ năng đặc biệt có thể cộng thêm hoặc là trừ điểm lore, ví dụ như là thẻ Aladdin. Cứ mỗi khi mà thẻ nhân vật này tiêu diệt một thẻ nhân vật khác thành công thì bên phe ta sẽ được thêm 2 điểm lore và phe đối thủ sẽ mất 2 điểm lore. Đấy, ui, tính là thẻ này mạnh thật nha các bạn, phải chơi đâu, hàng chi nó super rare. Rồi còn lại thì sẽ còn một số những cái ký hiệu như là ở đây, rồi những cái dòng chữ ở đây, Storyborn, Deity, Song, Hero gì đó. Ở đây là tên của nghệ sĩ vẽ ra cái artwork, số thứ tự của cái thẻ, phiên bản tiếng Anh, series 1, rồi ký hiệu tên của dòng thẻ này, Disney Locana. Những cái thông tin đó các bạn không cần biết tạm thời bây giờ cũng không sao đâu, bởi vì nó sẽ đào sâu, nó phục vụ cho một cái ván game hơn ấy. Thì một lần nữa, nếu như mà mình có làm content và series về đấu thẻ bài Disney thì chắc chắn là mình sẽ có một cái hướng dẫn giải thích nó kỹ hơn rồi. Rồi, bây giờ thì tạm thời cho em Zeus này vào sleep coi nào. Moment of truth, vừa không? Ui, có vẻ vừa nha. Hình như là vừa đó các bạn ơi. Vừa với thẻ. Nice. Ok, xác nhận luôn nha. Thẻ Disney Locana TCG làm theo kích thước của Pokemon TCG luôn. Vừa khích nha các bạn ơi. Đây là một cái perfect sleeve để mình hay dùng cho thẻ Pokemon. Alright, cũng gọi là hit đầu tiên đi. There you go. Zeus, part thứ hai nào. Có artwork của Mickey Mouse.
Để xem, thẻ tranh ghép sẽ là yes. Chúng ta được oh boy, một nửa của thẻ Mickey Mouse size lớn rồi. Hổ máu đấy. Mình sẽ để đây luôn. Như vậy thì không cần cái trước mở thẻ gì hết, chúng ta chỉ việc mở từ đầu xuống tới dưới thôi. Độ hiếm nó tự xếp rồi. Chúng ta có em lương điện Jet Sam, Ursula Spy, điệp viên của mụ phù thủy bạch tuộc Ursula, Genie, nhân vật thần đèn, quá quen thuộc. Một thẻ Action, Develop Your Brain, một kho tàng sách luôn các bạn. Cái này là trong phim nào đây? Không nhớ nha. Scar, wait what? Scar sao mà phiên bản nham thạch luôn vậy? Em này là sư tử phản diện ở trong Vua Sư Tử nè các bạn. Nhưng mà nó là Dreamborn các bạn ơi, kiểu là nhân vật Disney nhưng mà theo phong cách hư cấu ấy. Ok. Hay là có cái cảnh này mà mình không nhớ? Wow, phim này cũng tính ra cũng lâu rồi đó. Healing Glow, một thẻ action trong phim Công chúa tóc dài nè. Beast Mirror, chiếc gương thần của quái vật. Befuddle, phù thủy, một lá action. Mother Knows Best, chúng ta có một thẻ action các bạn ơi. Đây là thẻ son nha, bạn thấy chữ son ở đây không? Cái thẻ này á, là chúng ta sẽ gửi nhân vật để mà hát được. Dạ, yeah, có một cái câu hát ở trong đây luôn. One way or another, something will go wrong, I swear. Ý là nhân vật hát hay lắm, mình demo thôi. Coconut Basket, một thẻ item. Có chức năng ở dưới đây. And Maleficent, trời đất ơi, sao Maleficent thẻ này yếu xìu vậy? In cost cũng chỉ có một, strength 1, willpower 1 luôn, ba con một. Nhìn cũng dữ dằn lắm mà ta. Cái thẻ này á, nếu mà các bạn rút ra đầu, mình nghĩ là sẽ lật lại để mà đổi ra thành điểm in. And còn thẻ đằng sau, Wait. Maui, mình quen với lại cái số lượng của thẻ TCG rồi. And đằng sau. Yo, wait. Trời ơi, chúng ta có một thẻ thường nữa các bạn ơi. Common thôi, nhưng mà nó có hiệu ứng holographic. Chứ vậy. Thôi, thì bây giờ cứ cái nào holographic thì mình cứ vô sleeve trước đi cái đã. Đấy. Như vậy là mình nghĩ mỗi một pack á, nó sẽ luôn luôn bảo đảm cho chúng ta có được một thẻ holographic có hiệu ứng foil. Còn về độ hiếm, foil độ hiếm của cái nào thì hên xui nha. Nó không phải là luôn luôn nó sẽ là một cái thẻ rare hay là super rare ở cuối đâu. Vậy tính ra như vậy, nếu mà như vậy thì cái thẻ Aladdin của mình cũng xịn đó các bạn ơi. Nha. Nó không có hiệu ứng foil thôi nhưng mà nó xịn. Ok. Để nó đây đi. Vô. Yeah. Ta-da. Ôi, ok, cố tình hay cố ý vậy? Còn phía bên này nó ráp được Mickey rồi. What? Một phiên bản ổn áp hơn của Maleficent, Sorceress, phù thủy. And Tinkerbell, bé tiên ở trong truyện Peter Pan. Một lá item, Magic Golden Flower, Goofy, Daredevil. Những cái em mà có cái chữ Dreamborn này nè các bạn, là nhìn nó hay có cái kiểu concept mix lạ đó. Mình không có thấy quen. Hey hey, tính là em gà này ở trong phim Moana cũng có tên nè, mình không biết luôn. Em này siêu hài. Captain Hook, Peter Pan. Sven, em tuần lộc của Kristoff. Mother Knows Best, bị trùng. Coconut Basket. Let it go, let it go, can't hold this anymore. Sao đây các bạn? cái thẻ này đó là thẻ son nha, thẻ hát, thẻ bài hát. Ai mà chơi thẻ này xuống là phải hát đó. Thiệt, cái game này nó như vậy mà. Zeus, phiên bản thường. Ok. So sánh một tí. Phiên bản có holographic và phiên bản thường. Đó. Trời ơi. Này nọ quá ha. And thẻ này đẹp quá các bạn ơi. Tuy là chỉ là độ hiếm uncommon thôi, nhưng mà rất đẹp nha. Không, đẹp vừa thôi, cũng không đẹp lắm. Nhưng mà ý là do cái dáng của em quái vật nè, hoàng tử quái vật á, trong phim Gia Nhân và Quái Vật. Đây là cái cảnh mà hoàng tử quái vật kiểu nổi khùng lên, nhưng đang chiến đấu với lại cái tay thợ săn phản diện đó. Mình chưa nhớ ra tên, nhưng mà dạ cũng được đi. Một thẻ nhân vật mình cũng khá là thích. Phát thứ ba nè, artwork của Mickey. Và tranh ghép sẽ là bị trùng rồi. Bên này. Ta-da! Jet Sam, Genie, Develop Your Brain. Ok, những thẻ này chúng ta có rồi nha. Healing Glow, Peace Mirror, Anna, thẻ mới. Do you wanna build a snowman? No, ok. Mad Hatter, Chief Tui, Tui là tù trưởng. Musketeer,
Tabard, cái áo choàng của người Lâm Quân. Đây đọc thẻ item ha. Gì đây? Hades, thần địa ngục, người anh em với lại Zeus bị Zeus lừa xong rồi xuống cai trị địa ngục luôn. Cãi cũng tội cho nên là thành phản diện. Yo, score. Góc này xấu nè. Đẹp. Xấu. Đẹp. Ok. Và như vậy thì chúng ta đã mở ra được 4 pack nữa được. Để xem pack thứ 5 như thế nào. Nếu mà tương đồng với lại Elite Trainer Box của Pokemon. Ôi, chạy rồi. Yes. Chúng ta đã ráp thành công một thẻ tranh ghép của Mickey. Oh yeah. Đây nha các bạn. Đây, chị em camera xuống cho các bạn xem nè. Tiếp luôn đi. The Wardrobe. Như là trong phim Beauty and the Beast luôn. Cái tủ á. Aladdin. Phiên bản Prince Ali. Lúc này là còn đang giả làm chủ tịch Merlin ha. Phù thủy Merlin này là trong phim nào ta? Sao mình vẫn chưa nhớ ra gì? Để chút nữa nhớ đi. Minnie Mouse. Oh yeah. Dễ thương nha. Sebastian. Bác cua ở trong phim Nàng Tiên Cá. Goons. Tay sai của Maleficent. Maximus. Em ngựa ở trong phim Công chúa tóc dài nè. Em này đúng hài đó. Starkey. Hook. Henchman. Thủy thủ đoàn của thuyền trưởng Hook. Fan the Flames. Sword of Truth. Thanh gươm sự thật. Mother Gothel. Selfish Manipulator. And Kristoff. Yo. À, hồi nãy mình đang nói tới cái vụ là nếu như mà giống như một box ETB ở bên Pokemon ấy thì hoàn toàn chúng ta không có gì gọi là bảo hiểm hoặc là chắc ăn sẽ ra được một thẻ hit của mỗi box nha các bạn ơi. Mỗi cái booster pack á, nó vẫn sẽ là ngẫu nhiên và hoàn toàn có cơ hội trắng tay. Không, cơ mà lần đầu tiên cũng không gì áp lực. Có nhiều đây là cũng thấy happy rồi. Chỉ là nếu như có thể được thì please hãy cho mình và các bạn ở đây cùng chiêm ngưỡng một cái thẻ thuộc dạng gọi là Legendary đi nha. Một thẻ thôi. 8 phát một thẻ thôi. Xem nào. And yep, bị trúng rồi. Như là chỉ có một cái thẻ ghép, tranh ghép của Mickey thôi. Dr. Facilier, Horace, Jasmine, Elsa. Những cái thẻ này chúng ta có rồi nha. Kristoff luôn nè. Prince Philip. Donald Duck. Yo. Trong phiên bản lính ngựa Lâm Quân. Musketeer. Donald Duck phiên bản thường. Ok. Captain Hook. Tamatoa. So shiny. Yo. Ông này trong phim nào vậy? Không nhớ các bạn ơi. Ôi mà cái thẻ này mạnh nha. Tốn tới 8 điểm yên lận nè. Và thủ 8 luôn chứ. Tính ra là kiểu có vẻ như xịn ngang ngửa và hoặc là hơn thẻ Aladdin luôn ấy. Super rare mà. Hèn chi. Yo, thẻ đằng sau, please. Ok. Ransack. Từ nãy tới giờ thì một thẻ mà có hiệu ứng holographic và có cái độ hiếm cao nhất á là ở độ hiếm rare thôi các bạn. Lá Zeus, lá đầu tiên mình mở ra được luôn. Còn những thẻ này toàn là common với lại uncommon không à. Aladdin với lại cái bé cua này thì super rare nhưng mà nó không có hiệu ứng. Pack kế cuối, Magic. Wow, hai thế lực ngược lại, xem nào. Mình sẽ mở Elsa cuối. Mở Maleficent trước nha. Ta sẽ có thẻ tranh ghép Mickey Mouse. Okay. À, tại sao những người mở ta trước? Maleficent, Tinkerbell, Magic Golden Flower, Goofy, Hey Hey, Captain Hook, Rafiki. Ok. Ui, thẻ này mình chưa có các bạn ơi. Đây là cái con khỉ đầu... bác khỉ đầu chó trong Lion King. Nhưng mà là phiên bản Dreamborn. Kiểu là cái tạo hình này nó không có trong cái câu chuyện gốc, phim gốc. Mà nó là từ một sản phẩm khác của Disney. Dr. Facilier's Card. Thẻ trong thẻ à. Ok. Mở được cái thẻ. Có một cái thẻ. Aurora. Công chúa ngủ trong rừng. Lilo. Alright. Trong phim Stitch and Lilo. Đây là cảnh em nó đang making a wish. Đang ước. Rapunzel. Cái thẻ này mà có hiệu ứng Holoray thì đẹp rồi. Cái nguyên cái dải tóc của em đó mình có thể thấy là nó sẽ lấp lánh đó nha các bạn. Cái này là phiên bản thường. Wait. Yo, chúng ta có một thẻ độ hiếm Legendary. Ok. Uống vậy. Hèn chi mình thấy con trời ơi, sao càng có đẹp thế. Mà lại không có hiệu ứng foil. Trời ơi. Yo, come on man. Nhưng mà đây, đây là một thẻ Legendary. Ok. Không có hiệu ứng gì hết thì nó cũng vậy luôn.
Mình nghĩ á là cái độ hiếm nó sẽ có giá trị trong một ván game là nhiều hơn nha các bạn ơi. Ví dụ như là kiểu hiếm full art này nọ bên Pokemon á thì chúng ta sẽ có hiệu ứng ạc tràng viền các thứ này nọ lọ chai. Không biết là những series sau thì Disney Locana có làm khác đi hay không, nhưng mà hiện tại bây giờ không có cái định nghĩa là ạc tràng viền các thứ nha. À, nhưng mà mình vẫn tiếc cái thẻ này mà nó có cái hiệu ứng nè, các bạn thấy không? Tương tự nó có cái hiệu ứng for new zoot nè, quá đẹp mà. À, cái lúc mà mình quay video này thì mình chưa có check giá những em này ở trên thị trường chợ nổi TG Player luôn, nhưng mà sẽ ở sau phần edit ha. And Captain Hook, một thẻ common bình thường thì lại có foil, thế nó mới cày. Thôi được rồi, last pack magic, phải trông đợi tới phép màu của Elsa vậy. Từ tất cả các bạn nữa, những người đang xem video này cùng giơ cánh tay ra với Elsa buff luck cho pack này nào. Let's go các bạn ơi, sẽ là một kịch bản quá là tuyệt vời nha. Nếu như pack này có gì đó bùa nổ. Alright. Elsa, please. Có điểm đi. Wait, what? Yo. Mickey Mouse phiên bản original luôn các bạn, phiên bản trắng đen luôn đó. Nhưng mà cái background của em nó vẫn có màu nha. Nhưng mà ý là cái tạo hình trắng đen hồi xưa. Nó cũng là cái logo, cái intro giới thiệu của hãng Disney luôn. Em Mickey Mouse đứng huýt sáo xong rồi xoay cái bánh lái tàu nè. Wow, thẻ này đẹp đó nha. Mufasa, cha của Simba. Pongo, thẻ mới. Em chó trong 101 chó đốm. Simba. Arr. Simba tiếp, một phiên bản đã lớn hơn, bớt trẻ trâu. Ê, trẻ sư tử. Pascal, em tắc kè, ở trong phim Công chúa tóc dài, Rapunzel. Cheshire Cat, trong truyện của Alice and Wonderland, em mèo biết tàng hình đó. Belle, hoài, Belle đang bận đồ kiểu đúng steampunk này nọ các thứ các bạn ơi. Này là phiên bản Dreamborn nha. Ariel, xà bông giặt nổi tiếng, công chúa nàng tiên cá đây rồi. Là đằng cuối cùng là sao chúng ta sẽ có... Yay! Ê, chưa phải là cuối cùng. Jafar, phù thủy phản diện, cũng là phiên bản Dreamborn luôn trong phim Aladdin. And... Hello. Oh, what? No way. Đã có hiệu ứng cán phôi mà lại là common. Xong rồi lại còn bị trùng nữa à. Magic chỗ nào vậy? Ha! Huh. Sao đây ta? Sao đây? Ban đầu là nha các bạn, ok. Cái hộp này nó sẽ là ở một tập khác, được chưa? Nhưng mà như thế nào đây? Tự nhiên đang có đào quá các bạn ơi, hơi ngứa ngứa tay rồi đó. Nhưng mà tính ra thì cái hộp này nó mắc quá. Có 24 pack thôi, nhưng mà nó lại mắc hơn một cái box 36 pack của Pokemon TG nhiều. Mắc hơn cả thẻ One Piece luôn các bạn. Hay là mình hé hé, mình teaser xíu coi nào. Mở teaser coi. Không, được rồi, mình mở để mình kiểm hàng thôi các bạn ha. Kiểm hàng, make sure mọi thứ thôi. Coi nó như thế nào mà. Check hàng nha. Wow. Ok. Pack này nó có khác gì với ở trong cái hộp Illuminate Trove không? Không khác gì các bạn ạ. Tổng cộng thì chúng ta sẽ có 2, 4, 6, 8 8 x 3, 24, ok. Đủ hàng ha. Rồi thôi, như vậy đi. Nếu như video này có 5.000 like thì mình sẽ mở thêm một pack bonus nữa, coi như là Trion teaser bonus. Được chưa? Rồi, mình ngồi đây mình đợi coi nào, lên 5.000 like mình mở nha. Thôi, mình tin tưởng các bạn đi nha. Last pack magic. Hồi nãy chính là nháp thôi, đây mới chính là last pack magic. Xong pack này một cái là off nha các bạn ơi, không mở thêm nữa đâu, để dành tập sau chứ. Donald Duck, ok, một artwork mới. Strutting his stuff, có điểm ok đấy. He's got a sword. A boon thì phải nè. Nhưng mà không lầm, em này em khỉ của Aladdin đó. Pumbaa, chú heo rừng ở trong rừng. Jafar, Wicked Sorcerer. Đây là phiên bản của phù thủy Jafar sau khi mà đã chiếm được đèn thần và bắt Genie phải biến mình thành phù thủy mạnh đó. Duke of Wellston, bác này quen lắm, không nhớ phim cụ thể thôi. Aladdin. Wait, toàn thẻ mới không nha các bạn, toàn là artwork thẻ mới mà mình chưa mở từ nãy tới giờ ra luôn ha. Tigger, bé hổ ở trong Winnie the Pooh. Pascal. Cheshire Cat. Iago, con vẹt của Jafar. Gun 2 trong phim Stitch. Oh.
Yeah. Legendary! Lại nữa, lại là một tên Legendary nhưng mà không có hiệu ứng. Oh boy, tên này cũng mạnh. Ok, phải, phải. À, thế đằng sau. Hello, hoàng tử. Ở đây không có một công chúa nào đang cần hoàng tử đến cứu vớt cả. Nha, nha, không hề. Alright, các bạn ơi, như vậy thì mình đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng có vẻ như là vẫn chưa đủ năng lượng luck. Các bạn hãy tiếp tục bấm like, comment các thứ buff luck cho cái video này. Bởi vì toàn bộ những cái năng lượng đó nó sẽ tích tụ lại và truyền lại cho cái video sau trong thời gian sớm nhất. Mình biết ở cái thời điểm hiện tại này á, nó siêu khó luôn. Nhưng nếu như video này đạt được khoảng 20.000 like, yeah, mình biết là một con số rất là khó ở thời điểm này trên YouTube. Nhưng nếu như được cái con số đó thì mình sẽ dẹt hết tất cả những video mà mình đã lên lịch ở trong tương lai để đẩy cái video mà mình mở cái hộp những cái phát còn lại này ra sớm nhất có thể luôn. Ok ha, sức mạnh nằm trong tay các bạn. Và đó là tất cả những gì mình có cho các bạn ở trong tập này. Nếu như đã thích video này thì các bạn đang cho tay một like nhé. Hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên bấm nút subscribe để đừng bỏ lỡ bất kỳ một tập nào của Toy Station. Anh cái đây sẽ trở lại trong những video thật thú vị khi sau về đồ chơi nữa. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt. Bye bye.